Của tổ dân phố 6 ngày hôm nay. Một lần nữa, thay mặt ban tổ chức, xin gửi lời cảm ơn sự có mặt và đón xem của các quý vị đại biểu, khách quý, nhân dân. Một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để cảm ơn các diễn viên của chúng ta. Sau đây, xin mời đại diện đội văn nghệ lên nhận hoa của ban tổ chức. Xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Văn Trung, bí thư chi bộ phố 6 lên tặng hoa. Xin trân trọng kính mời. Thank you.